Ok, chủ đề tiếp theo của chúng ta trong chuyên đề số 1. Thực ra đây là chủ đề đầu tiên, nhưng chủ đề vừa rồi gọi là chủ đề phá băng. Chủ đề nói về tổng quan. Bây giờ chúng ta đi vào cái nội hàm số 1, hay còn gọi là thành tố số 1 của mô hình kim cương. Đó là mô hình kinh doanh. Câu đầu tiên tôi muốn nhắc lại như giờ trước tôi đã nói, là bất kỳ một doanh nghiệp nào, dù lớn hay dù nhỏ, thì nó vẫn đang tồn tại và vận hành dựa trên một mô hình kinh doanh nào đó. Chỉ có điều chúng ta có nhận ra nó, mô tả nó và truyền thông nó hay không. Nhưng câu hỏi đặt ra là, vậy thì ở công ty của tôi, nó có thể tồn tại một mô hình kinh doanh hay nhiều mô hình kinh doanh? Câu trả lời là, một doanh nghiệp có thể đang tồn tại dưới nhiều mô hình kinh doanh. Ví dụ nếu công ty tôi vừa set up một hệ thống khách sạn, vừa kinh doanh nhà hàng tại khách sạn và kinh doanh nhà hàng ở bên ngoài, thì rõ ràng đó là gì? Hai mô hình kinh doanh. Một mô hình kinh doanh khách sạn và một mô hình kinh doanh nhà hàng. Hai mô hình kinh doanh thì ít nữa đến cái đoạn mà chúng ta set up hệ thống quản trị, xây dựng chức năng nhiệm vụ, tổ chức công ty, thì chúng ta sẽ biết rằng đến khi đó chúng ta cần phải triển khai theo hai chuỗi giá trị. Vì mỗi một mô hình kinh doanh nó đòi hỏi theo nó là một chuỗi giá trị khác, chứ không thể áp dụng đồng nhất được. Chăm sóc khách hàng khách sạn nó khác với chăm sóc khách hàng ẩm thực. Còn nếu dịch vụ mà về nhà hàng nó chỉ như một dịch vụ đi kèm với khách sạn thì nó chỉ là một mô hình thôi nhé. Đấy, thì phân biệt như vậy giúp thầy. Quay trở về này, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đang tồn tại dựa trên một hoặc một số mô hình kinh doanh. Và mô hình kinh doanh là cái gì? Thì mô hình kinh doanh là concept. Giống như lúc đầu giờ tôi có lấy một cái hình ảnh làm ví dụ, là chúng ta dùng cái bút, chúng ta phác thảo lên một cái bản vẽ 2D cho một ngôi nhà chúng ta dự kiến xây, thì đó là concept của ngôi nhà. Một bộ nội thất nó cần phải vẽ concept trước, một cái ô tô nó cần phải vẽ concept trước. Nhưng sau khi vẽ ra concept rồi thì đừng có ảo tưởng. Ví dụ cái ô tô, cái nhà nó là vật hữu hình, chúng ta sờ thấy, chúng ta nắm thấy được. Nhưng mà mô hình kinh doanh nó là cái thứ vô hình. Nó là cái thứ mà phải phác thảo ra trên giấy mới nhìn thấy nó. Vậy thì sau khi phác thảo rồi, chúng ta phải làm, phải hành động, phải lựa chọn, phải xây dựng thì nó mới trở thành hiện thực được. Cho nên muốn nó trở thành hiện thực được thì đầu tiên chúng ta phải hiểu nội hàm của nó. Tức là để dựng nên được một mô hình kinh doanh, mà mô hình kinh doanh nó có thể tồn tại trước khi thành lập doanh nghiệp, thì luôn luôn có bốn cái trụ cột. Bốn trụ cột của mô hình kinh doanh. Bây giờ thì thầy tổng kết được rồi, cho nên là thầy hay đưa ra các cái con số để chúng ta nhớ. Bốn trụ cột thì trụ cột số 1 đó là gì? Khách hàng. Khách hàng này phải cụ thể, gọi là phân khúc khách hàng. Thì nếu kinh doanh nhỏ, chỗ này doanh nghiệp hay sai lầm. Không định hình rõ được phân khúc khách hàng mà công ty mình sẽ phục vụ, sẽ kinh doanh. Đành rằng kinh doanh trên thị trường thì ai mua thì em cũng bán. Nhưng em phải biết rằng đâu mới là khách hàng chính của em, thì phải lựa chọn nó ra. Thì sau này mới biết thiết kế dịch vụ kiểu gì, mới biết phục vụ ra sao, mới biết xây dựng cộng đồng khách hàng thế nào. Đó. Thì trụ cột đầu tiên là khách hàng, mà đúng hơn là phân khúc khách hàng. Vậy thì để xác định được phân khúc khách hàng này, anh chị ạ, đầu tiên chúng ta phải bỏ đi cái gọi là mông lung và lòng tham. Tôi nói ví dụ, nếu bây giờ tôi thành lập một công ty để chuyên môn bán, mở các tiệm cà phê bán thôi, thì tôi cũng phải xác định rằng những cái điểm quán cà phê tôi sẽ mở ra là tôi bán cho đối tượng nào.
Nếu như đó là các cái quán cà phê đặt ở cửa các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp, thì đối tượng khách hàng chính của tôi là ai? Là công nhân trong các nhà máy. Thì tôi phải thiết kế sản phẩm sao cho giá nó rẻ thôi. Bàn ghế, điều kiện ngồi thì sành soàng tí cũng được. Tại vì nếu làm sang trọng quá thì khách có khi lại không vào, không dám vào. Tôi còn nhớ là gần 10 năm trước, khi mà chúng tôi vẫn còn đóng ở số 10 Phan Đăng Lưu, thì ở cạnh đó có một cái quán cơm bình dân. Và ở quán cơm bình dân đó thì tôi thường xuyên ăn trưa ở đó. Và có một lần thì ông chủ ông ấy hát cải lương rất hay, tôi mê dân ca. Thế là tôi mới ra tôi mon men tôi nói chuyện với anh ấy. Thế tôi bảo với anh ấy là này, quán của ông đông khách đấy, nhưng mà sao ông không cải thiện đi, bàn ghế các thứ để cho nó ngon lành đi một tí. Cái cửa các thứ ông phải làm biển báo nhìn cho nó sang trọng lên, chứ ai lại để thế này. Ông ấy quay sang ông ấy nói một tôi với một cái câu nhé, mà mặt không biến sắc luôn. Mẹ tao làm sang trọng quá ai vào mày. Tao bán cơm bình dân có 30 ngàn một suất. Thế làm sang trọng người ta đi qua, người ta tưởng rằng vào đây đắt tiền. Nó không vào. Mình mà ừ nhỉ, thằng cha này khôn. Và đấy là cái bài học kinh doanh chúng ta nhìn thấy luôn ở ngoài đường đó. À, phân khúc khách hàng nào, bán cà phê cho ai, bán cơm cho ai, thì làm cái concept, làm cái cơ sở vật lý phù hợp với người ta thôi. Nhưng mà ngược lại, nếu tôi xác định đó là các cái điểm bán cà phê có chất lượng cao về mặt cà phê, về mặt đồ uống, và tôi sẽ bán giá rất cao, thì làm sao bạn đặt được ở cửa các khu công nghiệp được? Có phải không ạ? Bạn phải đặt ở cạnh khách sạn. Bạn phải đặt ở cái khu mà văn phòng giao dịch sầm uất. Ở đó là có những người sang trọng. Không gian là phải thoải mái. Nhạc là phải phù hợp với người ta. Đúng không? Vậy cho nên cái phân khúc khách hàng này, đầu tiên tôi khuyên là doanh nghiệp phải bỏ đi cái lòng tham đã. Cái lòng tham ở đây là chúng ta bảo thôi không cần quan trọng đâu, cứ có khách là được rồi. Nhưng tôi nhắc lại, phải xác định đâu là khách mục tiêu của công ty. Thì đó là khách hàng. Vậy thì để định hình đến cái trụ cột thứ nhất của khách hàng, nó có các thông tin như sau. Thông tin thứ nhất này. Thông tin thứ nhất phải xác định được gọi là gì ạ? Gọi là nhận diện khách hàng mục tiêu. Nhận diện khách hàng mục tiêu. Thí dụ, một bạn sản xuất về cửa nhựa lõi thép, bạn bán, thì bạn phải biết rằng là mình là bán cho hộ dân, cho các xưởng, hay mình bán cho các công ty để họ làm dự án. Là chính nhé, cái gì là chính. Còn tất nhiên nếu mà làm dự án không được thì quay sang là bán dân dụng là bình thường. Nhưng đầu tiên khi xác lập là phải nhận diện đã. Thì phải khái quát được cái nhận diện khách hàng này, họ là công ty, họ là tổ chức, hay họ là cá nhân. Nếu là cá nhân thì đó là người lao động, hay đó là dân văn phòng, hay đó là các ông chủ, hay đó là dân business, vân vân. Là phải nhận diện cái này cho rõ này. Thứ nữa này, cái nhận diện đấy phải xem này, tiếp theo này, là họ ở đâu. Nếu kinh doanh vật lý thì luôn phải hỏi vùng thị trường mà ta sẽ thực hiện kinh doanh là vùng nào. Tôi chỉ thực hiện bán trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, hay tôi sẽ bán toàn bộ khu vực phía nào, hay tôi bán toàn quốc, hoặc tôi bán quốc tế. Họ ở đâu? Thế còn kinh doanh online thì đôi khi nó xóa đi cái ranh giới về mặt gì ạ? Hành chính, địa lý. Địa lý hành chính. Thì bây giờ gì ạ? Nói một câu rằng họ ở trên online thì cũng làm một ranh giới. Thì cái đấy là cái thông tin thứ hai để chúng ta xác lập được cái phân khúc khách hàng là họ ở đâu. Cái thứ ba mới quan trọng này. Cái thứ ba mới quan trọng này là dung lượng khách. Dung lượng khách. Tức là độ lớn của phân khúc khách hàng. Nếu như bạn chọn một cái phân khúc khách hàng quá hẹp, xong rồi có khi bạn lại vỗ tay vào ngực bảo em đi theo chiến lược đại dương xanh. Xanh nhưng mà khổ lắm, nó có vài giọt thôi à.
thì nó không đủ để định hình một cơ sở kinh doanh. Hay còn gọi là gì ạ? Dung lượng thị trường quá nhỏ thì bạn không thể thiết lập được một công ty. Nó phải có một thị trường đủ lớn để bạn làm. Xanh đâu thì tôi không biết. Nhưng nếu bạn dám dấn thân vào một thị trường mới toanh đầu tiên thì đồng nghĩa với việc rủi ro rất lớn. Cho nên có đối thủ rồi cũng không sao. Vì tôi nói này, khi mà đã xác định cái phân khúc khách hàng này, chúng ta phải ý thức trong đầu một điều rằng cho dù đang có đối thủ kinh doanh rất mạnh đi chăng nữa thì nó vẫn có một thứ thuộc về quy luật mà đã là quy luật thì bất biến. Là thị trường nào, khách hàng nào vẫn đang phải nếm trải những nỗi đau và sự khó chịu từ chính các nhà cung cấp, các nhà kinh doanh hiện hữu trên thị trường. Luôn luôn có các bạn nhé. Ngay cả cả như là chúng tôi kinh doanh dịch vụ đào tạo và tư vấn thì tôi cũng phải luôn ý thức rằng tôi vẫn đang để lại sự bất tiện nào đó cho các anh chị. Tôi vẫn đang để lại sự chưa hài lòng nào đó cho các anh chị. Mà cuộc chiến kinh doanh hiện đại là cuộc chiến gì ạ? Gia tăng lợi ích khách hàng và trải nghiệm khách hàng, chứ không phải cuộc chiến to hay nhỏ. Cho nên tôi thấy cái tựa sách tôi chưa đọc đâu của anh Trường có tên là Kiến Giết Voi, thì nguyên cái tựa sách đấy là tôi thích, mặc dù tôi chưa đọc. Chúng ta biết rằng là có những công ty hiện nay đang tồn tại với thương hiệu uy tín, đang tồn tại với quy mô rất lớn, nhưng thực ra họ vẫn đang để lại cho chúng ta cái sự khó chịu đến tận cùng luôn. Nhưng vì không có sự lựa chọn khác, chúng ta vẫn phải dùng. Chứ tôi đảm bảo có sự lựa chọn khác là tôi thay liền. Thí dụ như trong lĩnh vực ngân hàng, năm vừa rồi tôi vừa mới phải bảo với đội ngũ của tôi, thay ngân hàng đi, không dùng ngân hàng đấy nữa. Mặc dù nó là ngân hàng lớn, một trong Big Four, tôi không thích. Tại vì dịch vụ của nó quá tệ. Thế thì từ những cái góc nhìn về nỗi đau như thế thì chúng ta khái quát được ba cái chuyện này. Thứ nữa này, chúng ta phải khái quát được một cái thứ người ta gọi là chân dung khách hàng mục tiêu. Khái quát ra được chân dung khách hàng mục tiêu. Khách hàng mục tiêu của tôi là bằng lấy người. Thí dụ bây giờ một hãng thời trang bán thời trang cho người đi làm, thì đó là bán cho nữ, dân văn phòng, giáo viên, công chức, độ tuổi ví dụ từ 25 cho đến 45. Thì đấy là gì ạ? Cái phân khúc của người ta. Nhưng từ cái phân khúc đấy, bạn lựa chọn những cái nhận diện điển hình nhất. Thí dụ như là họ mong muốn thời trang thì thứ nhất là độ tuổi, thứ hai là thu nhập, thứ ba là tình trạng hôn nhân, thứ tư ví dụ như là cái gu thời trang chung nhất mà họ mong muốn là gì, để vừa phục vụ cho việc đi làm, vừa phục vụ cho việc đi chơi. Thì cái đấy gọi là khái quát là được chân dung khách hàng mục tiêu. Cái thông tin kế tiếp chúng ta phải làm được ở cái chỗ xác định phân khúc khách hàng này, đó là công ty sẽ xây dựng kiểu quan hệ khách hàng thế nào. Nếu kinh doanh online ngày nay, cái xu hướng bắt buộc của nó là chúng ta phải xây dựng cộng đồng ở trên online. Tức là khách hàng họ cần được tham gia một cái cộng đồng mà trong đó có chúng ta dẫn dắt. Thì đấy là kiểu quan hệ khách hàng, là xây dựng cộng đồng. Nhưng có những khách hàng, có những mặt hàng đặc biệt thì họ lại cần được gì ạ? Cần được chăm sóc ở tận nơi, cá biệt riêng. Thì đấy là với mặt hàng có giá trị lớn, nó cần cái tính cá biệt hóa, vân vân. Thì cái này nó chính là cái tính gì ạ? Để sau này chúng ta định hình ra được cái câu chuyện về CRM đấy, quản trị quan hệ khách hàng. Thì đây là đếm này, 1, 2, 3, 4, 5. 5 loại thông tin này, nó bắt đầu giúp cho chúng ta nhìn lại được phân khúc khách hàng của công ty là ai. Còn đối với doanh nghiệp thực hiện bán lẻ, bán đại chúng thì khỏi cần phải xác định phân khúc. Nói vậy thì cũng phải nói lại cái ý đó. Ví dụ
Bây giờ bạn mở ra một trung tâm thương mại bán lẻ mà bán từ cái kim sợi chỉ, bán rau, bán trái cây, bán đồ điện máy, bán thời trang, bán các thứ ở trong đó. Thì trong trường hợp đấy người ta gọi là kinh doanh dựa trên thị trường đại chúng. Hay chẳng hạn chỗ cửa hàng xăng dầu của công ty Hải Phát. Thì cái loại đấy là cái loại kinh doanh đại chúng. Ô tô, xe máy, công nhân, công chức gì vào thì tôi cũng đổ xăng hết á. Không có phân biệt. Nhưng B2B của chị là khác nha. B2B bây giờ là bà bán cho ai? Bán cho các nhà máy hay bán cho các hãng xe hay bán cho cái gì? Thì là phải rõ này. Đấy. Nhà máy ở đây là bà bán cho các công ty, là công ty FDI hay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam, vân vân. Hay là bán cho các cái thương nhân nhỏ hơn, ví dụ vậy. Đấy. Thì đối với B2B, đối với ngành xăng dầu chẳng hạn thì cần phải xác định rõ phân khúc. Nhưng đối với B2C khỏi cần. Được chưa nào? Phân biệt, chứ không bây giờ sắp tới các bạn về làm bán lẻ mà bán tạp hóa lại bảo em phải xây dựng phân khúc. Không cần. Hiểu không ạ? Rồi. Bây giờ rõ chưa? Nếu nêu ra được 5 điểm này, câu hỏi đặt ra là thế thì bây giờ về em làm gì đây? Em phải làm thứ nhất này em ơi. Ngồi với nhân viên, lấy cuối ngày hôm nay thầy sẽ cấp cho cái mẫu, nó gọi cái mẫu nhận diện và mô tả khách hàng mục tiêu. Từ tướng đến quân ngồi nhận diện lại đi. Khách hàng ở đâu thì dễ rồi, nhưng dung lượng khách này các bạn, nếu các bạn không thống kê được dung lượng khách hoặc không có cái dự báo về dung lượng khách thì xin thưa, chúng ta không bao giờ có được một thông tin gọi là thị phần. Không bao giờ có được thông tin thị phần. Mà khi không có thông tin thị phần thì sau này nó rất dễ ru ngủ chúng ta khi chúng ta đạt được một số thành công nhất định về mặt tăng trưởng doanh số. Thế nào thầy lại nói rằng là nó ru ngủ? Như đầu giờ tôi nói, năm nay ông bán 50 tỷ, sang năm ông bán 60 tỷ, ok, ngon rồi. Tăng trưởng 10%, nhưng ông có biết rằng ông mới chỉ đang chiếm 1-2% thị phần toàn quốc không? Nó nhỏ đến vô cùng, và trong mỗi một khách hàng thì thị phần của ông chỉ 20-30% so với các nhà cung cấp khác. Thế thì tự hào cái nỗi gì? Nhưng mà đến lúc bán không được một cái, bị cạnh tranh về giá, bị cạnh tranh về nợ, bị cạnh tranh về chương trình nọ, chương trình kia, thì chúng ta gì ạ? Đổ lỗi ngay cho một cái thứ, nói ra cửa miệng luôn. Là gì ạ? Ui, thị trường là bão hòa rồi, giờ khó khăn lắm. Trong quản lý, trong quản trị kinh doanh, làm gì có thứ gì bão hòa anh chị ơi? Phải tỉnh chỗ này ra. Tôi nhắc lại là trong kinh doanh chẳng có gì là bão hòa. Nếu bạn cảm thấy rằng thị trường đang bão hòa, tức là bạn đang bế tắc về mặt đường lối và chiến lược. Không biết làm gì tốt hơn để cạnh tranh với cái tình trạng mà bạn gọi là bão hòa đó. Tức là cả làng lờ đờ lức hến giống nhau. Cuối cùng không biết phải làm thế nào quả thì quay ra làm gì? Bóp cổ nhau. Bằng cách đánh sập giá xuống cướp khách hàng của nhau. Đánh tăng công nợ lên để cướp khách hàng của nhau. Theo góc nhìn của tôi thì kệ nó, cho nó làm đi. Sống được mấy thì. Không dễ chơi đâu. Thì đấy là cái thành phần thứ nhất là phân khúc khách hàng. Thành phần thứ hai này của mô hình kinh doanh. Thành phần thứ hai chúng ta cứ hiểu nôm na là sản phẩm dịch vụ. Nhưng đúng nghĩa của nó thì phải gọi là giải pháp giá trị. Giải pháp giá trị. Bởi vì chúng ta làm kinh doanh tức là chúng ta làm marketing. Ở Việt Nam thì hay bị đồng nghĩa marketing với truyền thông quảng cáo. Hay bị đồng nhất cái thứ đó với nhau. Nhưng truyền thông quảng cáo nó chỉ một góc của marketing thôi, phải không? Chứ theo tôi đúng ra dịch ra này, cái chữ kinh doanh của mình nó chính là marketing. Bởi vì marketing là tìm ra thị trường nào, sản phẩm gì để thực hiện làm, phục vụ bằng cách nào, bán theo cách nào, thu được bao nhiêu, chăm sóc nó, xây dựng tổ chức, vân vân. Vậy thì vừa cái chuyện làm thị trường kết hợp với xây dựng tổ chức ở bên trong, người ta gọi là kinh doanh. Vậy thì kinh doanh nó lớn hơn marketing một chút nếu chúng ta hiểu theo ngôn ngữ mà trẻ từ ra để nói. Nhưng bản chất của nó là, vậy thì kinh doanh làm marketing thì cuộc chiến này là cuộc chiến về mặt giá trị. Giá trị đây là bao gồm giá trị chất lực, lượng lõi của sản phẩm dịch vụ, của chất lượng giá trị gia tăng của sản phẩm dịch vụ, của tốc độ phục vụ, của sự trải nghiệm khách hàng tốt hơn.
của vấn đề giải quyết được nỗi đau của khách hàng. Giống như trước tôi nói, ở thành tố thứ nhất, ở trụ cột thứ nhất là khách hàng. Thì hiện nay trên thị trường, tất cả các ngành kinh doanh, các cơ sở kinh doanh, các nhà cung cấp vẫn đang để lại cho khách hàng những nỗi đau. Thì câu chuyện của marketing là thằng nào giải quyết được càng nhiều nỗi đau của khách thì thằng đấy có lợi thế. Thằng nào đáp ứng được cái sự thỏa mãn của khách thì thằng đó có lợi thế. Cho nên cái chỗ sản phẩm dịch vụ này ngày nay nó không chỉ bó hẹp trong cái sản phẩm vật lý hay cái tên dịch vụ mà bạn cung cấp nữa. Một sản phẩm dịch vụ nó phải được kiến tạo thành cái gọi là giải pháp giá trị. Ngày xưa đi mua một cái bộ đầm về, mặc được ấy thì sung sướng, soi gương chụp ảnh, không mặc được thì chửi con mẹ bán hàng một tí. Nhưng ngày nay mua một bộ đầm về, chị ướm thử, chị soi gương mà không thích, chị nhắn cho con cửa hàng, mà mày mà không gì ạ, tìm cách đổi cho chị thì lần sau còn lâu chị mới đến. Là một, thứ hai, không những là chị rêu rao trên mạng xã hội là mày chết liền, nhất là với những đơn vị mà kinh doanh trong nội bộ một khu đô thị, xin thưa nó đăng phốt được một phát là chết liền. Đấy là cuộc chiến giá trị đấy anh chị. Đó là cái tính giải pháp giá trị đấy. Cũng là mua hàng của bạn, nhưng mà bạn đợi đến 5 ngày, 7 ngày bạn mới giao đến tay tôi. Trong khi đó có những thằng nó cam kết giao hàng trong ngày. Đúng không? Đấy là giải pháp giá trị đấy. Cũng là mua hàng của bạn thôi, nhưng mà người ta thì tư vấn cho tôi từ trước khi mua, tư vấn luôn cho tôi cái cách sử dụng và những cái hậu quả nếu tôi không dùng đúng cách. Nhưng mà bạn thì lại không làm thế, thí dụ vậy. Thì tổng hòa những cái đó vào gọi là gì ạ? Giải pháp giá trị. Thế thì cái mà giao hòa giữa cái chỗ mà sản phẩm dịch vụ, tức là giải pháp giá trị này với khách hàng, thì công ty mình cần phải xây dựng và vận hành được một thứ người ta gọi là kênh kinh doanh. Kênh kinh doanh nó hàm ý đến hai cái nhân tố, một là hệ thống bán hàng, hai là hệ thống truyền thông quảng cáo. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ đưa cái giải pháp giá trị này đến khách hàng bằng cách nào đây, bằng kênh bán nào đây, chúng ta sẽ truyền thông cái giải pháp giá trị của mình đến khách hàng bằng những chiêu thức, phương pháp, thông điệp nào đây. Thì cái phần này là gì? Khách hàng và sản phẩm dịch vụ là hai cái trụ đầu tiên nó định hình. Thế thì đây là cái mà chắc chắn doanh nghiệp nào khi bắt đầu kinh doanh cũng có liền, chỉ có điều chúng ta không cụ thể hóa nó mà thôi. Hiểu không? Trụ cột thứ ba trụ cột thứ ba đó là gì ạ? Gọi là nguồn lực, hay còn gọi là hạ tầng kinh doanh. Nguồn lực kinh doanh, để dựng nên một công ty bạn chắc chắn phải có nguồn lực. Thế có bạn mà ui giời, em khởi nghiệp có cái gì đâu thầy, tay trắng lập nghiệp à? Có thằng thì bảo tay trắng làm lên một đống nợ. Có hai trường hợp thôi, một là tay trắng lập nghiệp thì thành, trường hợp thứ hai là tay trắng làm lên một đống nợ, và xin lỗi là còn một trường hợp nữa, tay trắng và học được một bài học quý giá để rồi trở lại làm thuê một cách nghiêm túc. Đầy, đúng không ạ? Rất nhiều bạn khởi nghiệp không thành, học được một bài rằng ngày xưa mình cứ hay chửi sếp nhưng mà hóa ra là gì, đến khi mình ra làm mình tệ hơn ông ấy nhiều. Quay lại để làm thuê một cách nghiêm túc, để nhìn nhận rằng à, câu chuyện kinh doanh nó chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là ở Việt Nam. Thế thì nguồn lực kinh doanh này nó có ba loại nguồn lực. Loại nguồn lực thứ nhất người ta gọi là đầu tiên cứ phải là nhân lực đã. Nhân lực và mối quan hệ. Ở đây bố nào kinh doanh dự án thì biết liền, mà không có quan hệ gì vào đấy mà kinh doanh dự án còn lâu mới đi thầu được, có phải không? Không những là phải có mối quan hệ mà còn phải sức khỏe tốt để thời kỳ đầu phải đi gì ạ? Phải đi nhậu, phải đi ngâm than gan với thận đấy, đúng không? Lấy rượu bia ra để ngâm. Làm xong được khoảng 15 năm bắt đầu oải. Nó đấy chỉ chữa bệnh.
nhân lực và mối quan hệ khi bắt đầu làm. Chúng ta cứ nghĩ mà xem. Thực ra thì các doanh nghiệp mới khởi nghiệp không thằng nào chết. Chỉ có trong thời kỳ Covid vừa rồi thì mới có cá biệt có những đơn vị khởi nghiệp nhỏ là chết luôn trước khi khai trương. Tại vì có khách đâu mà khai trương. Chứ còn thông thường thì doanh nghiệp khởi nghiệp nó không chết đâu. Ít nhất là 6 tháng đầu nó không chết. Biết tại sao không? Lúc đấy này bạn có cái kho là cái mối quan hệ. Cộng với việc là lúc đấy mọi thứ nó còn hừng hực khí thế. Bạn đang làm việc với 200-300% sức lực của mình, tận dụng mọi thứ có thể. Thế là gì? Nó không chết. Nhưng sau 6 tháng nó bắt đầu ngấm đòn. Sau 1 năm mà trụ nổi thì bắt đầu được hiểu là có thành công bước thứ nhất. Nhưng nó lại bắt đầu dọa dẫm chết ở năm thứ 3. Là cái năm mà gì ạ? Mô hình kinh doanh không còn ổn. Tổ chức công ty bắt đầu lắm chuyện. Và ở cái năm thứ 3 thông thường là cái năm nó bắt đầu xuất hiện cái sự mất đoàn kết trong nội bộ giữa những người làm ăn chung với nhau. Vì lúc bấy thứ nhất là có thành quả rồi, nhìn thấy rồi. Một là có thành quả, hai là lâm vào tình trạng khó khăn. Mà đã lâm tình trạng khó khăn thì cái của mình nó tệ lắm ạ. Quay ra đổ lỗi, đại thằng đấy nó điều hành không ra gì. Thằng kia bảo tại vì mày không góp đủ vốn. Thằng kia thì bảo rằng là tại vì mày thờ ơ với công ty, vân vân. Mất đoàn kết. Vậy thì cái chết ở năm thứ 3 nó thông thường là mất đoàn kết hoặc hệ thống quản trị nó có vấn đề. Thế còn chết ở cái năm sớm hơn 3 năm thì thông thường nó chết về dòng tiền. Thông thường nó chết về dòng tiền. Còn có một loại chết nhanh hơn là chết vì cái này. Chết vì sản phẩm dịch vụ. Vừa mới ra mắt thị trường, sản phẩm dịch vụ của ông không ra gì. Mà khách nó bỏ luôn, vậy là không có khách. Thì đấy là nguồn lực thứ nhất là nhân lực và mối quan hệ. Thì phải xác định này, chính bạn là người khởi nghiệp, là dựng đến công ty này thì bạn chính là cái nguồn lực về mặt nhân lực thứ nhất. Rồi các mối quan hệ. Đặc biệt có những công ty kinh doanh sản xuất trong những lĩnh vực về mặt kỹ thuật, chúng ta có những key person, tức là những nhân sự key rất giỏi về kỹ thuật hoặc nắm giữ bí kíp nào đó, thì nó cũng được hiểu là nhân lực, nguồn lực. Cũng được hiểu là cái nguồn lực của công ty. Cái loại thứ hai là gì ta? Vật lực. Ví dụ, bây giờ có thằng bạn nó thừa cái xưởng. Ok, nó tạm thời pass sang cho mình giá rẻ. Mình dựng tạm lên cái xưởng. Hay là những cái bạn mà khởi nghiệp kinh doanh mà sử dụng các cái cửa hàng mặt phố. Chẳng hạn bây giờ chưa cần phải thuê, nhà em đang có ở đây rồi, em dựng đấy, vân vân. Thế rồi máy móc thiết bị em đang có, xe ô tô cá nhân em đang có, vân vân. Đủ thứ cái đó. Thì cái đó gọi là vật lực. Tất cả trang thiết bị, máy móc, tài sản mà mình có để sẵn sàng ném vào doanh nghiệp thì nó là vật lực. Thứ ba này là vốn. Nguồn lực về vốn kinh doanh. Thực ra thì vật lực này nó cũng được hiểu là vốn, nhưng vốn bằng tài sản. Vốn để kinh doanh, tức là tiền. Vốn ở đây là vốn bằng tiền. Thế còn mối quan hệ ở đây nó bao gồm kể cả mối quan hệ cá nhân, mối quan hệ từ gia đình và các mối quan hệ với nhà cung cấp chiến lược, đối tác chiến lược. Thì đấy cũng được hiểu là mối quan hệ. Vậy thì có 3 loại này nó định hình đến nguồn lực của doanh nghiệp. Không có nguồn lực này làm không nổi. Và cái trụ thứ tư. Trụ thứ tư này là cái trụ mà chúng ta bàng quan nhất này. Cái trụ thứ tư người ta gọi là công thức lợi nhuận. Công thức lợi nhuận. Công thức lợi nhuận này chính là concept tài chính. Tức là bạn phải xác định được hai cái yếu tố. Một là dòng doanh thu. Và hai là chi phí. Hay còn gọi là cơ cấu chi phí. Để từ đó bạn tính ra được cái lợi nhuận. Một cách ước tính thôi. Vậy thì ở cái bước xác lập mô hình kinh doanh này, nếu như thấy rằng tỷ suất lợi nhuận quá thấp thì chúng ta còn động lực để làm không? Chúng ta có dám làm không? Thường là sẽ không dám làm. Nếu như biết chắc ngay từ đầu rằng cứ làm thì lợi nhuận không thể bù đắp được, cứ làm thì lỗ, liệu rằng có ai dám kinh doanh không? Trừ trường hợp đó là khởi nghiệp sáng tạo,
Chứ còn như công ty của chúng ta bây giờ là khởi nghiệp SME, như công ty của chúng ta bây giờ là những doanh nghiệp đang tồn tại rồi, thì tôi nghĩ rằng sau năm 2023 hoặc ít nhất là đến thời điểm này của năm 2023, lời khuyên của thầy là quay về đánh giá lại mô hình kinh doanh đi. Bây giờ đánh giá bằng cách nào? Thầy phân tích nhé. Ngày mà thầy mới vào nghề ấy, thì mấy giáo sư dẫn dắt thầy. Giáo sư bảo với thầy là tao không cần biết là mày giảng cái thứ gì, miễn là mày giảng cái kiến thức về quản trị kinh doanh mà một người nông dân cũng có thể hiểu được thì mày thành công. Thì thầy vẫn cứ theo đuổi cái triết lý đó từ đó cho đến bây giờ 20 năm. Và thầy tin rằng là và cũng được rèn luyện cái việc gọi là đi đào tạo kiến thức về quản trị kinh doanh cho nông dân, nhưng không phải nông dân miền xuôi đâu ạ, mà nông dân của dân tộc thiểu số mà họ vẫn hiểu được. Thì thầy hy vọng rằng thầy có thể trao đổi được cho mọi người hiểu được những cái gì là to lớn. Thì cách đơn giản thôi là cứ đời thường hóa nó đi, nhìn một cách đơn giản. Tức là đầu tiên chúng ta khởi sự kinh doanh thì thông thường là chúng ta sẽ khởi sự theo cách rất đơn giản. Sau đó chúng ta quản trị nó, vận hành nó một thời gian. Chúng ta đưa đủ các loại công cụ về quản trị, lý thuyết nọ, lý thuyết kia, mô hình nọ, mô hình kia, lớn lắm. Nhưng thông điệp là cuối cùng lại phải quay về gì? Đơn giản. Cuối cùng lại phải quay về đơn giản. Chúng ta sẽ để ý rằng cái cuộc sống ngoài kia nó cũng đang diễn ra đúng như thế. Có phải là ngày xưa khi mà thế hệ như bọn tôi hoặc trước đó nữa thì đói khổ, ăn những thứ rau dại, thế rồi những cái thứ như là cua, ốc vân vân này kia thì thường chỉ dành cho nhà nghèo thôi phải không? Nhưng bây giờ mấy cái khoai lang với lại ngô bây giờ là vào tiệc năm sao hết rồi. Ngày xưa bọn đói thì ăn khoai, chứ bây giờ là khai vị của tiệc chiêu đãi ở khách sạn năm sao là ăn khoai trước cái đã. Tức là gì ạ? Cứ sau một quãng thời gian thì nó sẽ trở lại một cái trạng thái như ngày xưa, nhưng ở một cấp độ cao hơn. Đấy. Tức là ngày xưa thì bảo rằng ăn khoai là khổ quá, thế còn bây giờ là gì ạ? Ăn khoai để cho nó mát ruột rồi chúc nó ăn tiệc sau. Mà bây giờ cứ đây thì ăn tiệc mãi là chết đúng đấy. Thế còn là chia sẻ với anh chị thêm một chút nữa là về tinh thần học tập ấy, thì ở trong lớp chúng ta ở đây là chắc là thầy xin phép một phút xin được vinh danh chị Tâm, công ty Hải Phát, chị Tâm đứng dậy cho cả lớp ngó mặt tí ạ. Trong lớp này thì chị Tâm chắc là người lớn tuổi nhất ạ. Chị Tâm là học viên khóa 2. Đấy. Thế mà bây giờ khóa 5. Khóa trước thì như chị cũng học vậy. Đấy. Lúc mà mới học thầy lên chị Tâm thì mới có 3 cửa hàng xăng dầu. Bây giờ 10 cửa hàng rồi. Bây giờ cũng sắp chuyển sang trạng thái quản trị với đầu tư rồi. Đấy, sắp sửa chuyển giao được chuyện điều hành cho thế hệ tiếp theo hoặc các nhân sự cấp trung rồi. Đấy. Và đặc biệt là bây giờ mà ngồi nói chuyện về định hướng kinh doanh với hệ thống là trơn lắm à. Giống như là ở ngoài miền Bắc thầy có anh học viên. Ông ấy học xong rồi, ông cũng có khiếu nói, ông chém phần phật ấy. Đấy, là một số trường cao đẳng đại học là mời ông vào để chia sẻ cho sinh viên rồi. Tức là học thầy 3 năm xong là bây giờ thành thầy luôn rồi. Đấy, một số học viên của thầy cũ ấy là bây giờ cũng mở công ty đào tạo rồi, cũng đào tạo về quản trị doanh nghiệp rồi, cũng set up công ty như thường rồi. Đấy. Thì đấy là cái rất tốt. Thị trường lớn lắm, công việc có quá nhiều thứ phải làm. Khi có nhiều người cùng tham gia vào cái công cuộc gọi là nâng tầm quản trị doanh nghiệp Việt Nam, thì đối với thầy đó là cái điều hạnh phúc nhất. Mỗi một năm lại được nghe những cái câu chuyện thành công của những doanh nghiệp đi trước. Chưa áp dụng được toàn phần, nhưng áp dụng được từng phần để cải thiện được công ty, nâng cao được năng lực cấp trung, nâng cao được đời sống nhân viên, có tiếng hơn trên thị trường. Thì đấy là cái điều hạnh phúc lớn nhất mà cuộc đời làm nghề thầy đạt được. Và cái hạnh phúc đấy nó như doping ấy, thầy nghiện lắm.
Chính vì vậy cho nên là cứ mỗi khi nghe thấy thông tin như vậy thì thầy lại thúc mình chịu khó đi doanh nghiệp hơn. Thầy đi liên tục à. Cho nên là sắp tới thì trong khóa này thầy cũng sẽ cố gắng thu xếp thời gian đến thăm các anh chị và tư vấn với các anh chị tại bản.